Đậu Đỏ mến chào cả nhà. Đậu Đỏ có dịp về quê nên hôm nay vào bếp để làm món bánh thuẫn Quảng Ngãi. Bánh thuẫn hay còn gọi là bánh thuẫn là một loại bánh đặc sản gắn liền với ngày lễ Tết cổ truyền của người Quảng Ngãi. Và hôm nay cũng có sự hướng dẫn của má nên mình mới làm thành công món bánh này. Mình mời cả nhà vào bếp cùng làm bánh thuẫn với Đậu Đỏ nha. Và nguyên liệu để làm món bánh thuẫn gồm có đó là gừng, thơm, chanh, trứng gà, trứng vịt, đường cát trắng và không thể thiếu đó là bột bình tinh. Và thơm đã gọt vỏ thì mình dùng là 100g. Thơm mình dùng dao này mình băm nhỏ đi. Mình băm nhỏ sau đó mình cho vào cái máy xay, mình xay nhuyễn. Rồi tiếp tục là mình lọc qua rây. Vì ở quê mình không có cái máy ép nên mình dùng máy xay. Còn bạn nào có máy ép thì mình cho thơm vào mình ép cho nhanh nha. Và nước thơm sau khi mình xay và mình lọc, mình bỏ cái phần bã đi thì mình dùng là 50g nước ép thơm. Còn chanh thì mình bắt lấy nước, mình dùng 40g. Còn đây là củ gừng tươi mình đã gọt vỏ rồi, mình cân lên là 50g. Về phần củ gừng á, mình dùng cái đồ mài, mình mới lấy hết cái phần nước cốt được, mình không có xay nhuyễn nha. Mình mài thì củ gừng nó sẽ thơm hơn. Mình vắt lấy nước cốt, mình dùng là 40g. Và công đoạn tiếp theo là mình đánh trứng. Mình dùng là 5 cái trứng vịt và 2 cái trứng gà. Rồi lần lượt mình cho trứng vào cái thau lớn. Mình cho là 1/2 muỗng cà phê muối. Mình dùng máy mình đánh ở tốc độ nhỏ. Mình đánh khoảng là 2 phút. Rồi sau đó là mình cho là 40g nước cốt chanh vào, mình đánh khoảng 3 phút nữa. Tiếp theo là mình cho 450g đường cát trắng. Đường thì mình cứ cho từ từ và mình đánh, mình không cho cùng một lúc. Và sau khi mình cho đường vào rồi, mình đánh trong vòng thời gian là 10 phút nha. Mình đánh đường tan xong, mình tiếp tục mình cho là 40g nước cốt gừng vào, mình đánh khoảng là 10 giây. Tiếp tục mình cho là 50g nước thơm vào luôn nha. Và mình vẫn để số vừa và mình đánh bột trong vòng thời gian là 10 phút. Và công đoạn cuối là mình sẽ cho bột vào hỗn hợp trứng. Tổng lượng bột ở công thức này là mình dùng là 600g. Mình múc từng muỗng, mình cho từ từ vào hen, mình đừng có cho cùng lúc nhiều bột. Và mình lưu ý là đối với bột bình tinh á, mình phải chọn lại bột cũ, có nghĩa là bột mình để lâu năm á, bột mình mua về thì mình đem phơi nắng. Nếu mà nơi không có nắng á, thì mình nên cho bột bình tinh này, mình lên chảo á, mình rang sơ khoảng là 10 phút để cho bột nó tơi xốp. Mình làm như vậy thì bánh mới ngon nha. Chứ bột bình tinh mà mình lại mua có loại bột mới á, thì khi mình đổ bánh á, bánh nó không có tơi, không có xốp. Đó, mình cứ làm thao tác, mình cứ múc bột vô, mình đánh khoảng là 10 giây rồi mình tiếp tục mình cho bột vào. Và cứ như thế là mình làm cho đến khi hết bột nha. Và sau khi mình cho hết số lượng bột vào rồi, mình tiếp tục mình dùng máy, mình để chế độ lớn. Mình đánh tầm khoảng là 3 phút là mình ngưng nha. Và lúc này thì cái hỗn hợp bột của mình đã được rồi. Và để biết bột mình đã đánh đạt hay chưa, mình múc một muỗng cà phê bột, mình cho vào một chén nước lọc. Mình thấy bột nó không tan ra liền là bột đạt chuẩn. Như thế này là bột được rồi nha. Đến công đoạn là mình nhóm lửa than. Công đoạn này mình có thể làm trước khi mình đánh bột. Mình dùng dầu lửa hoặc là cây ngò, mình để mình nhóm lửa than đều được nha. Mình nghĩ công đoạn này thì ai cũng biết nè. Và làm bánh thuẫn Quảng Ngãi thì không thể thiếu chiếc khuôn bằng đồng này.
Đây là cái nắp đậy của khuôn nè. Nó nói thì khuôn có hai loại, loại khuôn bánh nhỏ và cái bánh lớn. Mà khuôn ở nhà má thì loại là khuôn nhỏ, khuôn to thì bánh nổ sẽ đẹp hơn. Vì khuôn làm bằng đồng nên rất là nặng. Và khuôn bánh này thì có 12 ô nhỏ và mỗi ô thì có hoa văn khác nhau. Và than nó đã hồng rồi, mình dùng cái kẹp nè, mình gấp mình bỏ than lên cái nắp khuôn, mục đích để mình làm nóng khuôn. Và nướng bánh thuẫn này lửa trên nó rất là quan trọng, lửa trên lúc nào cũng nhiều hơn là lửa dưới. Vì là nướng bằng than nên mình nướng bánh thuẫn phía sau nhà nè. Và cần có một cái thanh sắt nha, để mình nâng cái nắp khuôn sau khi mà bánh chín. Rồi mình cho khuôn lên bếp than nè, mình dùng cọ mình quét vào ăn đều các ô bánh. Và trước khi đổ bánh, mình múc bột ra một cái tô, mình dùng muỗng mình đánh sơ khoảng là 5 giây để cho nó đều bột lên. Rồi mình múc bột, mình đổ đầy các ô bánh nha. Rồi sau đó mình đậy nắp lại và chờ khoảng là từ 3 đến 4 phút là bánh sẽ chín. Và khi bánh chín á, mình nghe cái mùi nó rất là thơm, mình cũng đã biết là bánh chín à. Là lửa dưới rất ít và chủ yếu là lửa trên nha. Và đây sau 4 phút là bánh chín rồi nè. Và đây là cái mẻ đầu tiên nên bánh chưa đẹp lắm vì nó chưa có điều lửa đó. Mình thấy là bánh chín giữa này nó vàng nhiều hơn là ở xung quanh nha, bánh rất là nở nha. Và sau đó mình dùng cái cây xiên nhọn dài á, mình để gấp bánh ra ngang. Và mùi bánh nó rất là thơm luôn. Rồi mình nhìn bánh á, sau khi đổ thì phía dưới đáy bánh á, nó không bị cháy, nó vàng thôi. Và mình biết bánh chín hay chưa, cho cái xiên vào á, mình thấy là bột nó khô là nó chín rồi. Rồi mình gấp bánh ra hết luôn nha. Mình tiếp tục mình đổ mẻ thứ hai nha. Rồi mình cũng thoa dầu vào khuôn. Mình dùng muỗng mình đánh bột lên cho đều nè. Rồi múc bột vào khuôn. Mình nhớ mình đổ đầy khuôn thì bánh nó nở đẹp. Và mình đậy nắp lại liền và chờ khoảng 4 phút là bánh nó chín nha. Rồi mẻ thứ hai cũng đã chín. Và sau 4 phút thì bánh đã chín nè. Đó, mẻ thứ hai thì bánh nó nở xốp, bông hơn là mẻ đầu tiên ha. Và mình cũng gấp bánh ra luôn. Vì mình đổ bánh thuẫn vào buổi chiều á, nên ánh sáng nó không có đẹp lắm. Bánh chín là mình cũng gấp bánh ra khỏi khuôn luôn nè. Và bánh nó nở nó xốp, tơi lắm. Rồi mình tiếp tục mình đổ bánh ha. Mình thích nhất là cái công đoạn là đổ bánh và gấp bánh. Và công đoạn này chắc ai cũng thích ha. Rồi mình đổ đều vào các ô. Rồi mình đậy nắp lại liền. Mình chờ khoảng là 4 phút là mình gấp bánh ra. Vì trời tối rồi mình sẽ bật đèn cho sáng lên nha. Lúc nãy tối quá mà mình quên bật đèn. Rồi mình cũng gấp bánh ra luôn. Nói về chiếc bánh thuẫn thì cả một bầu trời tuổi thơ đối với mình. Và cũng đặc biệt đối với các bạn quê miền Trung. Và nhớ lúc nhỏ gần tới khoảng là 20 tháng Chạp á, tháng 12 âm lịch á, là mọi người ở quê mình là tất bật đi lo để đổ bánh thuẫn nè, bánh nổ, bánh in và để kịp ăn Tết á. Hồi nhỏ năm nào hai chị em cũng làm cái công đoạn là đánh bột. Hồi đó đánh bằng tay á nên rất là mỏi. Bây giờ thì khỏe hơn rồi vì có máy á, đánh rất là tiện và cũng rất là nhanh nữa. Còn đây là mẻ bánh thuẫn mình đã đổ ngày hôm trước nè. Mình cũng làm tương tự giống với là công thức bột bình tinh, nhưng mình thay thế bằng bột mì đa dụng.
Với công thức này mình dành cho những bạn không tìm mua được bột bình tinh á, thì mình có thể thay thế bằng bột mì đa dụng nha. Với công thức làm bằng bột mì đa dụng thì mình lưu ý là các nguyên liệu khác mình vẫn giữ nguyên. Riêng phần bột mì đa dụng thì mình giảm đi là 150g, có nghĩa là mình dùng 450g ở công thức này thôi. Tại vì bột mì đa dụng nó thấm hút nước nhiều hơn là bột bình tinh. Đó, và sau 4 phút mình thấy nè, bánh nó cũng đã nở. Đó, bánh nó nở như thế này nè. Rồi mình cũng gấp bánh ra luôn nha. Và đây là thành quả của cả buổi chiều nè. Với số lượng bột như trên thì mình sẽ đổ được là 50 cái bánh đối với khuôn nhỏ nha. Còn khuôn lớn thì sẽ ít hơn. Và đây là bánh mình làm từ bột bình tinh nè. Bánh nở cao, xốp và đáy bánh vàng, không bị cháy ha. Và mỗi cái bánh đều có cái hoa văn khác nhau. Còn đây là bánh thuẫn với công thức làm từ bột mì đa dụng. Bánh cũng nở xốp và có màu vàng. Rồi mình mời cả nhà dùng thử bánh làm từ bột bình tinh nha. Bánh xốp và thơm lắm. Bánh mới làm ăn rất là ngon luôn. Bánh mới làm mình không sấy thì mình để bên ngoài được 3 ngày. Sấy giòn thì để bảo quản được là 6 tháng. Và bánh thuẫn bây giờ thì cũng rất dễ tìm, không như ngày xưa là cứ chờ đến Tết thì mới được ăn bánh thuẫn. Còn bây giờ thì người ta đổ quanh năm và bánh cũng bán quanh năm luôn. Đến cuối video, Đỏ Đỏ mến chúc cô, chú, anh chị em thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha.